Cù Phèo Võ Lâm Channel kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ấm áp và an lành, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trên con đường mình đang đi. Vâng, cũng vào ngày này hơn 30 năm về trước, một sinh linh nhỏ bé đã chào đời. Lớn lên, ông trời đã ban cho anh một gương mặt vô cùng thanh tú, nét đẹp vô cùng tao nhã, tựa như gương mặt của Chí Phèo trong làng Vũ Đại ngày ấy. Vâng, Cù Phèo Cái Bang đã ra đời rồi ông giáo ạ. Vâng, hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi mong rằng tất cả anh em hãy chúc mừng sinh nhật cho tôi bằng cách hãy like và chia sẻ thật nhiệt tình và cũng như subscribe kênh để giúp cho Võ Lâm Channel phát triển hơn. Và hôm nay sẽ là phần tiếp theo của Võ Lâm Bữa Chuyện khi các dị nhân đã tiến tới vòng thứ hai của giải Võ Lâm Minh Chủ. Mời các bạn cùng theo dõi. Vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Hitler mở màn và nó đụng luôn quán quân mùa trước, một anh chàng Cái Bang trưởng với bộ đồng cừu mắc ợp từ đầu đến đít. Mọi người đều quan ngại bảo, phen này Hitler theo chân Tẩm Dương đi buôn muối rồi. Còn Tẩm Dương thì hí hửng ra mặt, cười khi khi bảo, lịt mẹ mày, chết cha mày chưa, thằng oắt con. Hitler chả buồn quay lại, đốp liền, cha tôi còn đang ở đây xem tỷ võ, chứ đã chết méo đâu. Bị ông con phản đam, làm anh phải ngậm mõm. Bước vào trận đấu, các thí sinh tay phím tay chuột chuẩn bị, còn Tầm Dương ở dưới, nhiệt tình cổ vũ cho Cái Bang oánh chết mẹ thằng nhóc đó đi. Tuy nhiên đời méo như mơ, khi vị đại hiệp kia còn đang cười khì khì, thì Hitler đã tàng con mẹ nhà nó hình. Lúc sắp hết delay thì hiện ra cắn cho ông kia một nhát rồi lại thẳng hình. Vì khi đó tỷ võ lôi đài giới hạn thời gian 5 phút trên trận. Nếu hết thời gian thì sẽ tính xem sát thương trúng phải của ai ít hơn thì người đó giành chiến thắng. Ông kia vip nhưng bị Hitler chơi chiêu nên chả đập được cái nào. Còn Hitler cắn lén được 3 nhát. Cuối cùng so về điểm, ông kia bị loại thẳng cẳng, trở thành nhà cựu vô địch. Còn đại hội năm đó cũng vì Hitler mà sửa đổi luật, đó là trong vòng 1 phút ai không xuất chiêu thì xem như bị loại. Nhưng dù sao, Hitler cũng được vô vòng tứ kết rồi, mà đã vô được vòng này thì phần thưởng có khi đủ để nó làm chùm mở cái gia tràng này. Tầm Dương thất vọng thở dài. Trận thứ hai, hải gióng đụng độ cao thủ Thiên Vương Bang. Hitler đã vào vòng 1-8, các dị nhân còn lại cũng quyết tâm chiến thắng, kẻo sợ thằng oắt con sau này, méo ai khống chế được nó. Nó tàng hình lên bãi trên, bảo kê thì cả team gia trang coi như là ăn cứt. Ở phía dưới, một hồi trống tựa như trống đám chết được tú đội đánh cổ vũ cho thủ trưởng, vừa đánh vừa hét. Hải gióng cố lên, lịt pẹ, hải gióng cố lên. Lâu lâu thì Bắc Liệu, Băng lại toàn gào. Hỏng giái cố lên, làm hải gióng nhà ta quê độ, đỏ mặt tía tai. Thật ra vì hải gióng là anh em gia trang nên bọn tôi cổ vũ nhiệt tình cho bác. Chứ tường quan lực lượng thì thấy bác thua mẹ ngay từ đầu. Chả cần nói gì, chỉ cần nhìn cặp chùy hám thiên thì cũng đủ hiểu trình độ hai bên chênh lệch nhau thế nào. Hải gióng thì vẫn ngoan cố. Ngà mi mà chụp phong xương thì đố bố con thằng nào mà thoát được. Vâng, nó chả thèm thoát mà nó để cho bác đánh cho sướng tay. Vừa cười vừa vê mở. Khi nào hết mana thì nói cháu. Hải gióng đánh một chập thì Thiên Vương dùng đoạn hồn thích phóng tới. Hải gióng trở tay không kịp, ăn ngay cú nhân ba truy phong quyết, thế là vỡ mồm. Lúc xuống, bác đổ lỗi cho tú đội cổ vũ như ngạc, làm bác quê không thể triển được tuyệt chiêu. Vào trận thứ ba, Thích Phá Giới xuất chiến, kèo Thiếu Lâm Đao solo cùng Nga Mi Kiếm. Vẫn bài cũ, Thích Phá Giới lại vác đại đao lên để thi đấu. Ban tổ chức đành phải năn nỉ thầy mãi. Mẹ,
khi nãy suýt nữa thì đạo sĩ tỏi mạng. Thầy làm ơn làm phước cất hộ tụi con cây nào, tụi con cắn rơm cắn cỏ lại thầy. Thịch Phá Giới nhăn mặt khó chịu, nhưng cũng đành phải nghe theo. Kèo này khá cân bằng, bởi theo khán giả, hai đối thủ cùi như nhau. Lọt vào vòng này, một ông là do Phật độ, còn một ông là do tổ tiên phù hộ. Bây giờ chỉnh PK của ai cao hơn thì người đó sẽ đi tiếp. Mà nói về chỉnh PK thì Thích Phá Giới chỉ biết đổ sát cắn lén mấy ặc xe của người ta treo, chứ solo thì thầy chả thắng nổi ai bao giờ. Thế nên sau khi phang hết máu thì thầy cũng đành chắp tay mồ Phật, bảo ra ban tổ chức méo cho thầy mang bảo đao, làm thầy không có tinh thần thi đấu tiếp, nên thầy nhường mày thắng đấy. Sau khi Thích Phá Giới bại trận, lần lượt các dị nhân còn lại cũng không qua khỏi, vì méo ai gặp may đến lần thứ hai cả. Vậy là sau vòng 2, ngoại trừ Hitler gây sốc khi loại đương kim vô địch ra, thì các dị nhân còn lại đều đi bán muối. Lần này bỏ mẹ rồi thầy ạ, khéo sau đợt này thằng Hitler nó diệt chủng cả gia trang. Tẩm Dương ngán ngẩm vỗ vai Thích Phá Giới. Ác Tăng thì ngồi bệt xuống đất, cảm ràm. Thế méo nào, hết tên đặt lại đi đặt là Hitler. Giờ nó diệt chủng thì còn than vãn méo gì. Khéo hên hên, nó vô được bán kết thì đừng nói là gia trang, có khi nó diệt chủng cả nguyên server. Vâng, bước vào vòng tứ kết, lá thăm may rủi khiến cho Hitler chỉ phải đụng độ một ông thiền nhẫn đào pháp, với sát đồ cũng chỉ ngang ngang nó. Ông kia vô được vòng này cũng không phải đánh vòng 1 vòng 2, vì lý do đối thủ của ông, một người thì bị đau ruột thừa, phải đi cấp cứu, một thằng thì vừa chuẩn bị chiến, bị ông già cầm roi tới tìm, cu cậu phải bỏ chạy. Tình hình đó càng khiến đám dị nhân chán nản bảo. Mẹ, phen này cả server bị thằng Hitler diệt chủng mất thôi. Nhưng chuẩn bị thi đấu thì lại có biến xảy ra. Hitler một tay ôm bụng nhăn nhó, một tay cố click chuột. Lịt mẹ, thuốc sổ có tác dụng rồi, mẹ cứ tưởng thằng này cứ sắt chứ. Tẩm Dương mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Cả gia trang hò reo khí thế, kiểu như Việt Nam vô địch AFF Cup tới đít vậy. Ban tổ chức đành phải cho dừng trận đấu, rồi xuống hỏi đấu thủ Hitler có thi đấu tiếp tục được nữa không, có cần đi ị không. Hitler một tay vẫn nôm bụng, chưa kịp lên tiếng thì xoẹt xoẹt tẹt, rồi một dung dịch vàng vàng hòa quyện với mùi đặc trưng chảy ra từ hai ống quần ông nhõi con. Hitler đổ gục xuống bàn phím, còn tiếng tẹt tẹt thì vẫn đều đặn vang lên một cách khô khốc trong sự phấn khởi của gia trang. Cả đám dị nhân nhảy cẫng lên, ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Nó ị rồi, vậy là nó ị rồi, chúng ta thoát nạn rồi anh em ơi. Tẩm Dương muôn năm, Tẩm Dương muôn năm. Hitler phóng những ánh mắt nhìn hằn học và căm thù về phía ông bố. Lịt vẹ may, tưởng dâm. Vừa dứt lời thì ông trời còn đái ra nước mắt. Tiếng khóc hu hu của nó phần nào át đi tiếng tẹt tẹt, nhưng không thể át đi được cái mùi đặc trưng. Cuối cùng cả đám dị nhân phải mang ông nhõi con vô nhà vệ sinh tẩy uế. Tẩm Dương thì chạy ù ra chợ mua ngay vài ký ổi say về cho ông con giải độc. Hội trường thì tạm nghỉ nửa ngày để tẩy uế. Kết thúc giải đấu, cả gia trang lục đục kéo nhau ra ga về nhà. Tẩm Dương giải thích với ban tổ chức. Cháu nó ốm nặng nên không thể tham gia lễ trao giải được. Thôi, tôi đại diện nhận giúp nó. Thế là sau khi nhận được phần thưởng, Tẩm Dương ra tiệm internet bán thành lý, rồi chia cho mỗi ông một ít, gọi là ăn mừng Hitler thua trận. Còn Hitler, từ lúc ra ga về tới nơi, ai hỏi gì thì cũng chỉ nói mỗi một câu duy nhất. Lịt vẽ may, tưởng dâm. Vâng,
Sau khi kết thúc giải đấu, Tầm Dương với danh nghĩa là phụ thân của Hitler đã thay mặt nó lên nhận giải từ ban tổ chức. 10 phút sau khi giải thưởng được trao, anh đã có mặt luôn trong quán nét phía đối diện, rao bán thanh lý phần thưởng giải Võ Lâm Minh Chủ. Nói sơ qua về giải thưởng mà Hitler nhận được: một ngựa bồn tiêu vĩnh viễn, 10 cặp tẩy tủy kinh, võ lâm mật tịch, 1 dương an bang, 1 dương định quốc và 1 dương hoàng kim môn phái mở random, cộng với 25 viên kim nguyên bảo. Sau khi kim nguyên bảo được Tầm Dương chia đều cho các dị nhân, về phần 3 dương hoàng kim, Thịch Phá Giới đề nghị để thầy niệm chú rồi hãy mở. Thế là sau khi tham khảo ý kiến và xin phép chủ quán, Thịch Phá Giới lôi ra pháp bảo Thiếu Lầm Tự, đó là bộ chuồng mõ, rồi ngồi tụng suốt 3 tiếng đồng hồ. Mọi người sốt ruột lay Thích Phá Giới hỏi xong chưa. Ác Tăng mắt nhắm nghiền, lý nhí trả lời: chưa, mới xong phần khai kinh thôi, giờ mới vào phần lễ chính. Kinh cầu tài, cầu lộc, cầu may chứ có phải bình thường đâu. Nhanh là nhanh thế méo nào được. Nói xong, thầy lại tụng tiếp, tiếng còn to hơn khi nãy. Ở Gia Trang, cảnh này là bình thường, nên lâu dần cũng chả ai thèm để ý lão Ác Tăng dở người này. Nhưng ở Sài Gòn thì đây là lần đầu tiên. Vì vậy hàng xóm xung quanh, người đi đường hiếu kỳ tập trung xem mỗi lúc một đông. Lờ đồn quán nét bị ma ám, phải mời cao tăng từ tận Thái Lan qua tụng kinh bắt ma, lan đi nhanh chóng. Nhiều người thấy cảnh đó sụp lại Thích Phá Giới như tế sao. Có người thì lại năn nỉ: thầy cho con xin số đề, chiều con còn bơi vào bờ. Vừa nghe đến số đề thì mắt Thích Phá Giới giật giật 77-49 cái. Ông kia thấy thế thì mừng húm, sụp lại Ác Tăng bảo: đội ơn thầy, đội ơn thầy. Nói xong, rút điện thoại gọi vợ ra ngân hàng, cắm sổ đỏ, chiều xuống còn 49. Điện thoại vừa xong thì quay lại vái thầy 3 vái, tạ lễ rồi té chạy. Sau đó một loạt cuộc điện thoại được gọi đi và đều chung một nội dung: 49 ốp nhiệt tình. Thình Phá Giới thấy vậy, thất kinh mở mắt nói với theo: để đóm thì có gì, cứ từ từ, tí nữa ngồi luận với nhau. Tối qua tao mất ngủ, sáng nay mắt bị giật, chứ tao có cho số mày lúc lờ nào. Khán giả xung quanh lắc đầu lẻ lưỡi: lịt vẽ, gớm thật, thầy người Thái Lan mà nói tiếng Việt giỏi thế. Thấy mọi người tập trung đông quá mà hết 9 phần là tới xin số đề, chủ quán sợ quan quân triều đình dẫn quần tới hốt ổ tệ nạn, nên năn nỉ nói thầy nghỉ mẹ dùm cho con nhờ, rồi vái bà vái. Thịch Phá Giới tụng suốt 3 tiếng thì chắc cũng oải, nên thầy tặc lưỡi: ừ, tạm tạm vậy cũng được rồi. Đình Bộ Lĩnh, mày vào mở dương đi, khi nãy tao bấm độn rồi, hôm nay mày là đứa hạp tuổi. Gia Trang khoan ngại bảo: thầy ơi, thằng này khung khung, nổi tiếng là thối mồm thối tay, để nó mở khéo ra mẹ côn lôn bùa thì lại ăn mất. Thịnh Phá Giới cười hề hề bảo: đéo sao đâu, tay nó thối nhưng tuổi nó tốt. Vậy là Đình Bộ Lĩnh được là người đại diện khui dương. Thích Phá Giới ở sau vung đao lên trong tư thế chuẩn bị trảm thủ với lời nhắn nhủ: lịt vẹ, khui cho đàng hoàng, ra đồ Thúy Yên song đao hay côn lôn bùa thì mày xem đao. Đình Bộ Lĩnh sợ rùn rái bảo đéo mở nữa, cứ cường lé lên đi. Ông lé đó liều hơn tôi. Các dị nhân gằn giọng: lấm trận bỏ chạy, Phá Giới đại sư hãy ban cho nó một đao. Đình Bộ Lĩnh tái mặt nhanh nhỏ: dạ vậy thôi em mở, để em mở. Đình Bộ Lĩnh run mở dương định quốc, bụp một phát, định quốc ô xà phát quán phòng thủ 30%. Cả Gia Trang phấn khởi vì ngay lập tức được anh chủ quán mua ngay với giá 500k.
Phát thứ hai, họ định mở luôn sợi dây chuyền An Bang 19%. Thế là lại thêm 2 củ vào tài khoản. Bây giờ là lúc quan trọng và hồi hộp nhất. Đó là lúc khui dương Hoàng Kim môn phái. Cả quán như muốn sập sàn vì méo biết là do Đinh Bộ Lĩnh bản lĩnh cao cường hay do 3 tiếng tụng kinh của Thích Phá Giới mà anh khui được cái đồng cừu kháng long hộ uyển mang tất cả các dòng. Ngay lập tức thông tin được chuyển ngay cho một cao thủ cái bang và méo nói nhiều, vị đại hiệp kia mang 10 triệu đặt ngay lên bàn đàm phán. Cả gia trang bừng rơn, sợ cao nhân kia đổi ý, liền gật đầu ngay lập tức. Vậy là sau một mùa giải, chỉ nhờ vào thằng Hitler mà gia trang đã thu về gần 15 củ. Chiều hôm đó, gia trang lục đục kéo nhau ra ga để đi về. Hitler thì miệng vẫn nôn thốc nôn tháo, miệng ngậm ổ bánh mì được Tẩm Dương cõng trên lưng, mồm thì lải nhải. Lịch mẹ mày, tưởng dâm. Ngoài ra cứ 15 phút là ông nhõi lại cắn tai Tẩm Dương một nhát. Đó là dấu hiệu cho biết nó cần đi ị. Tẩm Dương cứ vài 10 phút lại bị cắn tai một lần thì điên lắm, chửi. Lịch mẹ thằng nhõi con này. Lúc xiệc thuốc mày thì nửa ngày trời mày không chịu ị. Còn lúc trúng thuốc rồi thì nửa ngày trời mày cũng chưa ị hết là sao? Mặc dù chửi là thế, nhưng anh vẫn phải cõng nó đi tìm chỗ xả, chứ để nó tẻ le ra thì lại dọn ốm. Lúc này Thích Phá Giới đập vai Hải Gióng chép miệng. Hình như tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hải Gióng giật mình. Thầy nói tôi mới nhớ, đúng là thiếu cái gì đó thật. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra không thấy Cường Lé đâu cả. Sợ ông tướng đi lạc, Thích Phá Giới phái Lưu Lạ đi tìm. Vừa bước ra khỏi phòng chờ, Lưu Lạ phát hiện Cường Lé đang lom khom như trộm ở ghế đá. Lưu Lạ chạy lại chửi. Ông không nhảy tàu về, con ở đây làm lờ gì? Cường Lé đưa tay ra hiệu Lưu Lạ nhỏ tiếng, rồi anh chỉ về phía đối diện. Té ra có hai bà xồn xồn, chắc cũng thuộc dạng chồng chết, chồng bỏ hoặc ế bền vững, đang mặc váy, ngồi dạng háng bấm điện thoại. Thế là Lưu Lạ ngồi luôn với Cường Lé xem cho bổ mắt. Gần nửa tiếng mà không thấy hai ông tướng đâu. Thích Phá Giới phái thêm Tạ Vô Kỵ, Đình Bộ Lĩnh đi tìm. Kết quả là lại thêm hai ông mất tích. Thích Phá Giới hoang mang, đéo biết tụi giang hồ lỏ võ có bắt cóc trả thù hay không, mà nãy giờ ra trang mật mẹ đi 4 vị tướng quân. Hải Gióng bảo chắc không có gì đâu, để tôi với Hoài Linh đi xem sao. Vâng, và kết quả đợi cả tiếng đồng hồ, qua cả chục lượt tàu mà méo thấy tầm hơi của đám người đi tìm Cường Lé. Lúc này chỉ còn lại Thích Phá Giới, Kiệt Lặc và cha con Tẩm Dương. Mọi người hoang mang cực độ. Tẩm Dương lắc đầu bảo Hitler đi đái bằng đít rồi, chắc chả làm ăn gì được. Nhỡ chẳng may tụi giang hồ nó phục kích thật thì chắc em chạy trước, còn để nó tự sinh tự diệt vậy. Hitler thở không ra hơi vì mất nước, nghe đến đây nó lại lịch mẹ mày, Tẩm Dương. Thích Phá Giới lấy hết can đảm bước ra xem động tĩnh, tay ghi chặt bảo đao. Tới một đứa chém một đứa, tới 10 đứa chém 10 đứa. Tẩm Dương cõng Hitler cùng Kiệt Lặc rón rén đi đằng sau. Ra tới nơi thì thấy cả đám như người bị chỉ đang rửa mắt. Điền lên Thích Phá Giới đại khai sát giới, làm cả đám chạy tụt rái vì tội để thầy đợi và làm thầy sợ. Sau khi Hải Gióng đại diện nhóm đi xin lỗi thì Thích Phá Giới chép miệng. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy thiếu thiếu. Đang vắt óc suy nghĩ xem thiếu cái gì thì các dị nhân kia đang kể cho Kiệt Lặc và Tầm Dương nghe về loại thuốc bổ mắt. Mẹ, một đứa xỉ líp lọt khe, còn một đứa thì đéo có sở líp luôn nhá. Nghe tới đây, Thích Phá Giới chợt ổ lên. Lịt vẹ, thôi chết rồi,
thiếu thằng Sỉ Líp. Từ hôm bữa xuống tàu tới giờ, mèo thấy nó đâu cả. Té ra hôm đó, trong khi các dị nhân đang mãi chèn chúc bốc hành lý, thì Sỉ Líp nhanh chân tót ra ga, rồi phi thẳng lên xe buýt tới quận 1 hội ngộ bạn bè. Bạn anh nghe đâu là người quen trên Yahoo, toàn dân châu Phi sang đây kiếm sở lót đi đá bóng. Được cái Sỉ Líp mê nhất khoản bóng bánh nên hợp với bọn này. Hôm vào ba, nhân lúc méo để ý, bọn nó móc mẹ hết ngân lượng của anh, lại còn bùng chạy, khiến chủ quán ba phải xích Sỉ Líp lại, bắt trả tiền mới cho về. Thiệt hại hết bốn củ, Sỉ Líp thì bị móc không còn các bạc, đành ngồi khóc hu hu. May sao có một em xinh tươi, tuổi chừng gấp đôi Sỉ Líp, to cũng gần gấp đôi anh, bảo lãnh cho anh về. Tối đó, nghe bảo vị nữ nhân cho anh uống thứ thuốc méo gì mà anh triển từ 1 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Lúc các dị nhân nhớ ra là đã bỏ quên anh, thì cũng là lúc anh bỏ bằng 4 chân tới ga. Hải gióng hỏi, lịt mẹ, đồ đạc của mày đâu hết rồi? Sỉ Líp có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp, còn mang được giái về đây là may lắm rồi, đồ đạc đéo biết đâu được. Mà quả thật, thứ thuốc mà nữ nhân kia cho Sỉ Líp uống quả là thần dược. Khi đều đặn, cứ 10 phút là anh lại chào cờ. Mỗi lần chào cờ thì anh lại đái mẹ giả tình. Cứ thế nên bọn tôi sợ là đéo biết anh có chết hay không. Hitler thì đái ra mứt, Sỉ Líp thì đái ra tình, khổ không kể xiết. Cuối cùng, Hải Dóng đành tung tuyệt chiêu. Bác lượm một cục củi bắp, ai vứt vào thùng rác, bao tầm dương rửa sạch, rồi vặt đít ông con ra nhét vào, bịt van đít lại. Còn Sỉ Líp, bác lấy dây thun, buộc hai trái cả lại để khỏi lên đạn. Và để chắc cú, bác cẩn thận buộc luôn khẩu trọng pháo của Sỉ Líp để vừa khóa đạn vừa khóa nòng cho nó chắc gạo. Xong xuôi đầu đó, Hải Dóng lại rú lên, chết tôi rồi, bà con dở người kia đéo biết đi đâu, dở vẫn chưa về. Nó chưa về thì sao tôi dám về? Vâng, thế là sự kết thúc giải Minh Chủ Võ Lâm. Hết lạc người này đến lạc người khác, và cuối cùng là ba chị em nhà Như Hương, Như Hoa, Như Cứt, chúng nó đã lạc đi đâu? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của Võ Lâm Bữa Chuyện. Mời các bạn cùng đón theo dõi. Phần chuyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một cái chia sẻ thân thương, cũng như subscribe kênh để ủng hộ cho Võ Lâm Channel. Cu Phèo xin chào và hẹn gặp lại.